Nóng quá có thể bật điều hòa được không mọi người? Bỏ con mẹ. Không, phải ra. Phải mặc như này để còn bán xét. Đấy. Để còn cho vịt bán xét. Như này được chưa? Cởi ra thì cũng được nhưng mà có thể luôn ấy. Khoác vào nó sang hơn bao nhiêu không? Xong lại đòi bật điều hòa, lạnh vãi cả nhau. Hay chị mặc ngủ đi không bao. Ừ, vào ngủ đi xong rồi là bật điều hòa lên trên. Ôi mấy giờ rồi con ơi? Con đang chưa ngủ. Học chưa? Ôi, 2:10. Tôi xong rồi. Bộ chị mặc bán không được lên em xem nào. Đây Đình Nhôi. Chị không bán nhưng mà là gì chị bán nhá. Xinh lắm. Đây đây. Nắm nào nhìn thấy nhá. Con 2 phút nữa. Sao con lại nhảy cái chân của mẹ con ngoài này rồi? Đây đây Đình Nhôi ạ. À. Xinh lắm. Cái này size nó bị rộng ấy, đây là size S rồi. Đây là size S rồi mà nó vẫn ấy đó. Hello mọi người ơi, em đang livestream thì tự nhiên nó bị out ra ấy. Chả hiểu kiểu gì. Không hiểu một gì luôn. Con ơi gì mà? Con mang iPad vào trong phòng mẹ học được không? Mang vở vào đấy học. Ủa, của phòng mẹ á. Ồ, tại em đang kiểu đang livestream dở ở đây ấy. Phòng mẹ. Set này Tình Yêu vào Facebook Nguyễn Phan Ngọc Diệp để mua nhá. Nguyễn Phan Ngọc Diệp để mua nhá các Tình Yêu. Nguyễn Phan Ngọc Diệp không giấu nhá. Vào comment một cái đi xong rồi để em ghim ghim Facebook vào. Đây nha mọi người, người nối mi đây. Đâu? Hello. Xinh không? Mọi người à, em thích nhất ở cái bộ này nó là chính là cái màu sắc của cái bộ này đấy. Với cả khi mà cái màu xanh kết hợp cả cái màu vàng thì mình cảm tưởng nó sẽ rất là quê đúng không? Nhưng mà không hề. Nó lại rất là sang trọng luôn. Nó lại đẹp một cách bất ngờ. Đây rồi, ok ok. Đây để ghim vô. Đây. Ghim người bán quần áo cho em này. Và làm nào để ghim hai người cùng một lúc nhở? Và chị Nguyễn Huyền Trang là người đã nối mi cho em nhá. Đây là một cái cơ duyên thôi chứ em cũng không phải là cái người mà quen chị Trang trước đâu. Là chị Trang chị đến nối mi cho chị Thỏ. Và sau đó là em mới vào nối thử. Không ngờ lại kiểu hợp đến như thế. Em nối mi cho mèo ạ. Chị ơi, mi của em xinh lắm. Mi của em nghĩ rằng bây giờ mi của em nó không còn nữa ấy, thì sẽ không thể giữ được lâu. Nhưng mà đến hôm nay là hơn một tháng rồi. Cũng phải hơn một tháng rồi đấy. Thế mà mi em nó vẫn như này này. Chết, chị nối mi như này thì có mà khách phải 2 tháng nối lại một lần có mà sạt nghiệp. Chị à, chị nối nó mà chị nối nó lỏng thôi để mọi người còn nối nhiều lần chứ chị nối cho mi em hơn tháng rồi mà vẫn đẹp như này là sạt nghiệp đấy chị ạ, thật. Xinh xuất sắc. Cảm ơn Tình Yêu nha. Xinh xuất sắc luôn à. Đúng là người đẹp vì lụa nhở. Đúng là người đẹp vì lụa đấy. Mình cảm thấy mình mặc bộ này nó cũng kiểu đẹp lên vài chân kính. Em thấy em đang cáu ấy. Bởi vì là đang ngồi livestream các mọi người thì nó bị out ra. Chị học Thỏ mèo làm gì cũng có tâm. Đúng rồi chị ạ. À, mình nói chung là em cũng biết mà, bởi vì em cũng nối qua rất là nhiều nơi rồi, không phải là nơi nào cũng làm cho em ưng. Với lại cả chị Trang ấy, chị rất là kiểu gần gũi và kiểu không chỉ là không đơn giản chỉ là nối mi cho mình mà chị còn ngồi trong kiểu chị còn nói chuyện các thứ rất là tình cảm, nên là chị gái của em là chuyên nối mi chỗ chị Trang hình như là mấy năm nay rồi ấy. Em thấy là chị đến nối mi nhiều lần lắm. Nhưng mà lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư là em vẫn còn chưa nối đâu. Em phải xem là kiểu chị nối mi có tâm hay không, các thứ. Có đủ hai người rồi đấy. Ghim được không? Có ghim được không ta? Ghim. Không được, ghim kiểu thế nó lại mất cái comment kia. À đây, ok, đây đâu. Ok. Phải mấy lần em mới nối mi của chị Trang mà. Nhưng mà
công nhận chị nấu mì đẹp thật. Mà mì em rụng hết rồi mọi người ạ, không còn một tí nào nữa luôn ấy. Thế mà lần này chị nấu cho em giữ được hơn một tháng. Ô đỉnh, quá đỉnh. Tuyệt vời. Rất có tâm. Mình làm gì cũng có tâm thì mình sẽ có tâm mà thôi. Tầm ở đâu thì mình không biết nhờ, chắc chắn mình sẽ gặp những cái điều tuyệt vời. Em hôm nay đi ra đường nắng quá. Em đi làm mà nó nắng. Kiểu cái ô tô của nhà em nó vẫn, em vẫn chưa đi để lắp cái chống nắng được ý. Thế là ánh sáng nó chiếu thẳng hết vào mặt. Mà sáng nay là em cũng đã đánh kem chống nắng rồi ấy. Chứ cũng không phải là kiểu như mình bỏ quên đâu. Hôm nay em đi lên công ty, em sang nhà của sếp để thanh toán nốt 1 tỷ 2 tiền doanh số 4 tỷ của tháng 10, của tháng 12, à của tháng 11. Nên là phải mặc quần áo thật là xinh xắn để lên đóng tiền cho sếp chứ. Với lại cả lấy mình cũng chụp ảnh nữa, livestream các thứ nữa. Với lại cả chiều thì em cũng đi công việc thêm, thì vẫn sẽ mặc bộ này thôi cho nó xinh. Hôm trước có mặc bộ này rồi để đi ăn ấy, nhưng mà hôm đấy lại kiểu đi ăn với lại cả bạn giai này, em quên mất, em không nhờ bạn giai chụp. Và hôm đấy về muộn quá, cũng kiểu buồn ngủ nên là quên không có bảo bạn giai chụp. Nhưng hôm nay mọi người được nhìn thấy hết cả cái bộ này rồi, mọi người thấy xinh không? Xinh nhở? Cái hôm đấy em mới chụp có áo, từ phần áo hất lên thôi mà mọi người đã hỏi nhiều rồi. Hôm nay chiếu thêm cả váy cho mọi người nữa, mọi người sẽ... Mà cái này em mặc nhá, thì em nghĩ được ra là mình sẽ phải mix những cái kiểu gì. Mình mix được rất là nhiều kiểu luôn. Kể cả mình bỏ cái chân váy này đi, xong rồi là mình mặc áo trong với lại cả áo ngoài thôi. Ở bên dưới thì mình sẽ mặc kiểu quần bó ấy. Mình sẽ mặc quần bó màu đen. Đấy, xong rồi mình đi bốt trắng. Đấy. Đúng rồi. Hoặc là nhá, hoặc là bên trong mình mặc một cái bộ khác, hoàn toàn khác. Màu đen chủ đạo hoặc màu trắng chủ đạo. Và mình khoác cái áo xanh này ra bên ngoài. Đấy, nhìn nó cũng rất là xinh. Mèo đứng dậy đi để cho xem cả bộ. Ok tình yêu. Đây là nó size S rồi đấy mà nó vẫn đang bị rộng quá. Ok. Được không? Mọi người nhìn thấy rõ không? Mọi người nhìn thấy rõ không? Được chưa? Mọi người chụp đi, mọi người chụp đi. Xong rồi là vào cái Facebook Nguyễn Phan Ngọc Diệp em tag ấy kìa. Xong rồi là bảo chị ý order cho nhá. Nhanh lắm, trong một ngày là có rồi, có hàng rồi. Chỉ sợ mọi người mua nhiều quá thì là hết hàng là phải đợi tiếp thôi. Chứ còn order một ngày là có luôn. Xinh quá mèo ơi. Mọi người à, mọi người cứ giảm cân đi. Xong rồi mọi người cứ chăm sóc skincare đầy đủ các thứ vào là mọi người cũng sẽ xinh thôi. Là mọi người cũng sẽ trẻ lâu thôi. Tin em đi, thật đấy, thật sự luôn. Ai là con gái cũng muốn mình tìm được những cái loại dòng sản phẩm để giúp cho bản thân được trẻ lâu hơn, đúng không? Kể cả ngay bản thân của em cũng thế, hoặc là gia đình của em cũng như thế thôi. Đến mẹ em bây giờ cũng chỉ dùng Magic Skin. Và kể cả đến bạn gia em bây giờ cũng chỉ dùng Magic Skin thôi. Em bắt là phải dùng Magic Skin mà. Trời ơi, con phải ngồi trong này học hả con? Không, mà cô bảo là có bạn học. Chị vừa lấy một bộ Magic này. Ok chị yêu dùng đi. Thật sự nhá, để mà nói, khi mà mình kinh doanh một món sản phẩm gì đấy một tháng thì nó sẽ là một cái sự khởi đầu, đúng không? Mình kinh doanh một cái bộ sản phẩm 3 tháng mà được mọi người ủng hộ thì đấy mới là một cái sự bắt đầu may mắn, sự khởi đầu may mắn. Và khi mà mình làm được một năm rồi đấy thì nó gọi là một cái kiểu như là một cái gì nhở, khi mà mình làm được một năm rồi thì nó mới bắt đầu là kiểu như là hơi phát triển một tí đấy. Nhưng mà khi mà đến như em bây giờ này, trong mình làm 3 năm, đúng rồi, mình làm 3 năm thì nó sẽ là chiếm được một cái thị phần gì đấy, được những người tiêu dùng đón nhận. Nhưng mà như em này, đến như em bán mỹ phẩm Magic Skin năm nay là đến năm thứ 6, thứ 7 rồi. Thì nó là một cái gì đấy, nó khẳng định được cái vị trí rất là rõ ràng trong cái ngành mỹ phẩm và ngành kinh doanh. Và công ty của em nó cũng rất là lâu đời, đã có 9 năm trên thị trường rồi.
Vì sao nó lại tồn tại được 9 năm? Bởi vì rằng là nó quá là hiệu quả. Nó khiến cho người dùng cảm thấy rất là thoải mái, cảm rất là thích thú khi dùng sản phẩm. Nó vừa hiệu quả nhanh và giá tiền hợp lý nữa. Thế là bản thân cả gia đình em đều đang dùng sản phẩm Magic Skin. Và nếu như mọi người muốn trẻ mãi không già thì mọi người phải dùng kem chống nắng hàng ngày. À, chiều em sẽ đi công việc và bây giờ em sẽ phải bôi kem chống nắng tiếp. À, bây giờ em sẽ bôi kem chống nắng cho lên cho mọi người. Em sẽ bôi hai lớp. Đầu tiên là em sẽ dùng kem chống nắng Hoàng Cung để bảo vệ cho làn da của mình đạt được tối đa nhất. Nếu như mọi người không muốn có một làn da chảy xệ và nhăn nheo thì mọi người phải dùng kem chống nắng Hoàng Cung này. Khi mà mọi người bôi lên da ấy, đặc biệt là nó sẽ không bị bết dính. Nó sẽ hút luôn vào da của mọi người, nó sẽ áp sát vào mặt của mọi người luôn. Nó rất là nhẹ và nó không bị bí lỗ chân lông gây nên mụn. Đấy. Không những thế mà còn phải chống nắng body luôn. Càng lớn tuổi mọi người càng dễ bị lão hóa. Mà lão hóa ở đây là con gái ấy, nhìn cái phần cổ là biết là bao nhiêu tuổi. Nên là mọi người phải bôi cả cổ nữa nhá. Mọi người phải bôi cả cổ cho em nữa. Mẹ của em ấy năm nay là U50 rồi, 46 tuổi, gần 50 tuổi rồi. Nhưng mà nhìn cái da cổ ấy, mọi người ai mà chơi cả mẹ em thì sẽ biết rằng là da cổ mẹ em bây giờ nó vẫn rất là căng. Nhìn không đoán được là bao nhiêu tuổi luôn ấy. Nên là bây giờ mình cũng phải chăm như thế. Con gái rất là sợ già. Nên là mọi người phải chăm. Em biết là mọi người bây giờ cũng hiểu về cái độ quan trọng của kem chống nắng rồi. Nhưng mọi người vẫn đang rất là lười. Nhưng nếu như mọi người có thể duy trì được cái duy trì được cái thói quen bôi kem chống nắng thì nó sẽ rất là tuyệt vời luôn. Bà Phi ơi, vỡ đi cái mà con để ở ghế ở đâu? Và bây giờ em sẽ thêm một lớp CC cushion. Một lớp CC cushion nữa. Ơ không có mình đánh à. Ơ không có cái mút rồi. Ở đây không có mút nào chị này. Không có mút thì làm nào. Chị tìm xem cái mút rồi. Ôi ổn này sao nói chuyện trời. Nói chuyện sao mọi người biết rồi. Nói chuyện sao bây giờ đây. Chị Nhi Dương ơi, chị lấy bộ magic lúc nào? Chị đã dùng chưa? Chị đã kịp dùng chưa? Xinh lắm, thank you tình yêu. Xinh quá. Ôm nên được mọi người khen xinh em rất là vui luôn. Tony đang học on đấy, ngày nào cũng học on, trừ thứ bảy và chủ nhật. Thứ bảy thì con học cô đàn. Thôi, đừng có hóng hớt ở đây đi. Đây để mang ra ban công ngồi nói chuyện mọi người. Con ơi rút cho gì cái đèn ra đi, vì không cần cái đèn nữa đâu. Không. Nếu như mà kéo thì sẽ rút ra cả cái đăng xảo của con. Ok. Đây, gì mang ra đây. Tony đẹp trai mà ngoan lắm. Trộm vía. Thật ra thì đàn bọn trẻ con này. Thật ra thì cái bọn trẻ con này đứa nào thì cũng nghịch thôi. Không đứa nào không nghịch cả. Nếu như mà chúng nó không nghịch thì chúng nó không phải là trẻ con. Và nếu như mà chúng nó không nghịch thì chúng nó không thông minh. Ra ban công ngồi nói chuyện cả mọi người đây. Thế là ngồi cho nó mát. Trẻ con nó phải nghịch mọi người ạ. Nếu mà không nghịch thì trẻ con không thông minh đâu. Thằng này nhà em thông minh lắm. Nó nói chuyện già dặn như người lớn luôn. Cổ bôi kem chống nắng tình yêu ạ. Cổ cũng bôi kem chống nắng luôn. Mình bôi kem chống nắng ra mặt bằng cái gì thì mình bôi kem chống nắng ở da cổ bằng cái đấy. Tư vấn kem cho tôi đi mèo ơi. Tình yêu cần tư vấn kem gì? Tình yêu cần tư vấn trị mụn hay trị nám? Mọi người nhá, em chuyên về trị nám trị mụn giảm cân. Đấy,
Nên mọi người có thắc mắc gì mọi người cứ hỏi em về cái sản phẩm đấy. Ví dụ như là về về phẫu thuật thẩm mỹ này, em không phải là một người phẫu thuật thẩm mỹ thành công, cho nên là em sẽ không giới thiệu cho mọi người đến những cái cơ sở thẩm mỹ mà em đã từng làm. Bởi vì ngay bây giờ hiện tại là mũi em nó đang bị lệch. Đấy. Và cơ địa, nói chung là cơ địa của em thẩm mỹ nó không hợp, nên là em cũng không tự tin để chia sẻ những cái địa điểm mà phẫu thuật thẩm mỹ đến cho mọi người đâu. Chị mụn như gì? Ok, tình yêu nhá. Bây tình yêu muốn chị mụn này thì nhà mèo có 3 cái dòng sản phẩm. Chị ơi, Vịt ơi, chị lấy giúp em cái toner, cái kem rửa mặt, bột hà diệp lục, với lại cả chị mụn đông y, với lại cả sake nhá. Tình yêu ơi, tình yêu muốn chị mụn nhá. Thì có hai cái sản phẩm để cho tình yêu lựa chọn này. Tình yêu, một là tình yêu sẽ dùng cái chị mụn không sưng, không bong chóc. Thứ hai là tình yêu sẽ sử dụng cái chị mụn sưng và bong chóc. Nhưng mà sau cái quá trình mà sưng và bong chóc đấy, giống như là mèo đang dùng ý, peel da đấy, nó gọi là peel da đấy, là tái tạo lại da đấy. Thì mèo đang sử dụng cái phương pháp đấy thì nó rất là nhanh. Trong cái quá trình mà nó bị sưng, bị đỏ, bị bong chóc đấy là nó đang tái tạo lại làn da mới cho mình. Mọi người đừng có sợ và đừng có hoảng nhá. Nhưng mà sau cái thời gian đấy ý, và cũng tùy cơ địa thôi, có người thì bị sưng to, mà có người giống như kiểu Lan Anh thì cũng sưng, nhưng mà nó không kiểu bị sưng rộp mặt. Và kiểu như là nó sưng như thế thì mình cảm thấy nó bị rát rát và khó chịu thôi. Nhưng mà sau cái thời gian mà mình bị sưng bong chóc như thế thì da của mình nó sẽ rất là đẹp, nó được tái tạo lại 100% luôn. Mọi người tưởng tượng xem nhá, cái nước da cũ của mình nó đang là da mụn, da yếu, da dầu, lỗ chân lông to đúng không? Thì nó là một cái dạng da là không khỏe rồi. Nó không khỏe thì kể cả là mình có dưỡng 100 loại vào thì nó cũng sẽ bị đẩy mụn lên. Nó như kiểu là nó được gọi là gì nhờ? Đổ thêm dầu vào lửa. No, không phải. Ví dụ nhá, là một người người ta đang bị ốm này, người ta đang bị sốt, người ta không muốn ăn uống gì cả, nhưng mà mọi người cứ cố người ta là cứ ép người ta phải ăn ấy, xong rồi đến khi mà người ta bị chớ, người ta bị nôn ấy, thì giống như là da mặt của mình cũng thế, da mặt của mình đang bị yếu, không được khỏe và đang cần kiểu được nghỉ ngơi, đang cần kiểu được chữa trị, thì mọi người lại cứ bắt da mặt của mình ăn dinh dưỡng thì da mặt của mình sẽ bị buồn nôn ấy, giống như kiểu mình ốm mình bị buồn nôn ấy, thì nó sẽ càng đẩy nhiều nhân mụn lên, mọi người hiểu không? Nôm na nó là như thế. Thì nếu như mọi người muốn cho da của mọi người đẹp thì mọi người dùng tái tạo cho em đi. Dùng tái tạo của nhà em đây này. Đây là cái loại mà để giúp cho da mặt của em đẹp như bây giờ đấy. Trước da mặt của em á đầy mụn luôn. Mụn gọi như là như kiểu mình bị vập vào rổ đinh ý. Xấu lắm. Xấu kinh khủng. Xấu một cách gọi như là em không dám ra ngoài đường. Mà ra ngoài đường nhá là kiểu mình cứ bị nhìn vào mắt người ta, xong thấy người ta nhìn lại mình thì mình kiểu bị mình cứ kiểu bị sợ ấy, sợ người ta chê mình xấu ấy, là sợ mình người ta sẽ kiểu dè bỉu mình, xong rồi kiểu nói mình là ui mặt con này nhiều mụn thế các thứ đấy. Thì nếu như mà muốn có một làn da đẹp thì mọi người hãy sử dụng ngay cho em kém chị mụn đông mi này, chỉ có 330.000 một em tinh chất như này thôi, nhưng mà sẽ giúp cho da mọi người rất là đẹp luôn, thật sự. Còn đây là hai dòng sản phẩm mà hiện tại là em đang dùng, em đang duy trì dùng này, để cho nó không bị lên mụn nữa và để cho nó lấy sạch sâu hết tất cả những cái bụi bẩn ở trong lỗ chân lông của em đi. Đây là hai sản phẩm được chiết xuất từ rau má lên men và có thành phần dầu tràm trà. Khi mọi người rửa mặt lên thì mọi người sẽ thấy là cái mùi của em nó rất là thơm. Thơm lắm. Ôi trời. Cái bộ quần áo này hợp lý với cả cái chai La Vi đằng sau nhỉ. Hôm nay em đổi cảnh ra ban công ngồi nhá mọi người nhá, cho xinh. Nhìn cho nó kiểu tropical ấy. Xinh quá. Công nhận hôm nay em xinh thật. Công nhận hôm nay em xinh. Thôi để em ngắm em một tí đã nhá. Da đen thì dùng loại nào ạ? À? Tình yêu ơi, da đen thì em dùng cho chị Kiệt Khánh à? Đàn ông à? Bạn ơi, nếu mà da bạn đen thì bạn dùng cho tớ ủ yến cây trắng thải độc này, 189.000 một là hộp 6 gói. Mỗi một gói dùng được 2 lần cho tớ nhá. Nó vừa thải chất độc trên da của bạn ra này, nó giúp cho bạn trắng da, sáng hơn này, không bị sạm da nữa, không bị sần sùi nữa, và nó sẽ cây trắng cho bạn để da bạn trắng hơn và đều màu nhá. Da bạn nào mà không được đều màu thì dùng em này cực kỳ sướng luôn. Da mà có nhiều độc tố nữa, nói chung là mọi người cũng không biết được là da mình có bị độc tố hay không đâu, nhưng mà chắc chắn là đi đường khói bụi bẩn này, rồi môi trường các thứ, là da của các bạn chắc chắn là sẽ bị nhiễm trì hoặc nhiễm bẩn. Chị ơi, da em bị khô mụn ẩn có tàn nhang thì dùng gì ạ? Nếu như mà da em bị khô với cả mụn ẩn ấy, tàn nhang, thì chị nghĩ rằng là em nên trị mụn trước, em trị mụn trước xong rồi sau đó là bắt đầu trị tàn nhang nhá.
chị mụn đi, chị mụn đi. Hết sạch mụn rồi bắt đầu chị tán nhang. Và hết tán nhang rồi bắt đầu mới dưỡng da. Chỉ có mình làm từng bước một thì da mới đẹp được thôi. Chứ mọi người nhảy bổ vào một cái da mặt vẫn đang có mụn, vẫn đang có tàn nhang mà lại muốn làm trắng da, lại muốn kiểu da khỏe, lại muốn da kiểu không có lỗ chân lông thì không có đâu ạ. Không bao giờ có cái chuyện đấy đâu, chắc chắn luôn. Đấy là em đã được đi học rồi và em khẳng định một điều là như thế. Chỉ có khi là mọi người trị mụn xong này mà da lại còn vừa có nám vừa có mụn nữa thì mọi người càng cần phải điều trị ngay. Nhất là con gái. Con gái mà để mặt mụn thì là một cái điều rất là thiệt thòi. Thiệt thòi lắm. Nếu như mà mọi người kiểu muốn có được nhiều người yêu ấy, nếu mọi người muốn có kiểu như là đi tiếp đối tác này, đi tiếp khách này, mà muốn là mình đẹp trong mắt của đối phương hơn, được kiểu kiểu ưa nhìn hơn này, rồi kiểu như là dễ làm ăn với nhau hơn ấy, thì mọi người nên trang bị cho mình một cái làn da thật là khỏe, thật là đẹp. Đấy, thật là sáng sủa vào. Thì nhìn vào một cái tự nhiên mình đến, da của mình trắng, da của mình đẹp, xong mình cười một cái như này, trong mặt mình nó kiểu bừng sáng, nó tỏa nắng luôn đấy mọi người. Ok, inbox cho tớ đi. Inbox cũng được mà tớ, inbox đi. Chị mụn da yếu khô dùng được không ạ? Chị mụn da yếu khô dùng được em yêu ơi. Em dùng cái chị mụn sake không sưng không mong chóc nhà chị đi. Lọ bé tí thôi. Cái chị mụn sake không sưng không mong chóc nó được chiết xuất từ cốt rượu sake. Nếu như mà ai đi ăn sashimi này, ai đi ăn bò của Nhật Bản thì mọi người sẽ biết cái loại rượu sake đấy. Thì cái sản phẩm của bên em là cốt rượu sake. Khi mà nghiên cứu ấy thì người ta đã cho ra được cái dòng sản phẩm là sake. Và cái rượu sake nó sẽ giúp cho da của bạn khỏe hơn, đào thải được mụn, đào thải được độc tố và giúp thu nhỏ lỗ chân lông và mờ thâm nhẹ. Thâm ở tình trạng nhẹ nhá. Thâm ở tình trạng nhẹ nhá. Da em ngày xưa rất là nhiều thâm luôn và rất là nhiều mụn luôn. Nhưng mà từ khi mà em dùng trị mụn Đông Y để em peel da này, xong sau đấy là em dùng trị mụn sake này, thì da của em lỗ chân lông nó bé vô cùng, nó bé tí luôn. Xong rồi bây giờ nó còn không có thâm nữa. Mọi người ơi, nếu như mọi người bị thâm nhiều thì mọi người có thể mua cái lọ thâm cốt cao nghệ thâm của bên em. Chỉ có 330.000 mà nó nhỏ thôi, nó bé xíu như này. Nhưng mọi người chỉ cần dùng một lần thôi là mọi người sẽ thấy là mọi người sẽ thấy ra là như gì nhỉ? Mọi người sẽ thấy như là nó như kiểu là kiểu magic, kiểu là nó rất là hiệu quả luôn ấy, thật sự luôn. Mọi người chỉ cần dùng cái lọ em chị thâm đến một tuần thôi, mọi người đã thấy là cái vết thâm nặng của mọi người nó mờ đi rất là nhiều rồi. Còn nữa, những cái anh chị nào mà đang bị gọi là gì nhỉ, nó cứ bị lõm da, sẹo lồi gì nó rỗ ấy, thì mọi người có thể sử dụng cái em peel da này để cải tạo nó nhá. Peel ra để tái tạo, để cải tạo lại những cái vết rỗ và vết sẹo lõm, sẹo rỗ gì đấy trên mặt mà do mọi người cậy mụn ấy, thì rất là ok luôn. Nhưng mà nếu như mà bị sẹo nặng, bị rỗ nặng quá thì không thể nào mà bồi đắp cho nó trở lại da 100% giống như em đâu. Nhưng mà nó sẽ tối đa được phần nào đấy, nó sẽ giảm cho mọi người được phần nào luôn. Nhiều lắm, chắc là mọi người sẽ khi mà mọi người bị rỗ, mọi người mà dùng cái tinh chất này của bên em này thì nó sẽ cải thiện được khoảng tầm 50% đấy. Sẽ tái tạo được da của mọi người lên 50%. Nếu như mà da ai mà bị rỗ nặng quá thì chịu rồi. Thì sẽ không thể nào mà hồi lại 100% da được giống như em đâu. Nhưng mà nếu như mà da của mọi người mà bị rỗ nhẹ thôi thì có thể dùng tái tạo da của bên em thì nó sẽ cải thiện được đáng kể. Đấy. Còn nhá, da mà bị khô mà bị mụn thì nên dùng trị mụn sake của nhà em. 390.000 một cái lọ đấy. Nhưng mà mọi người dùng sau một tuần thôi, em đảm bảo mọi người là mọi người sẽ cảm thấy da mọi người đẹp bên trong thấy luôn. Tất cả những khách hàng sử dụng sản phẩm trị mụn của nhà em thì đều chuyển sang kinh doanh hết. Bởi vì là từ khách hàng khi mà họ có rất là nhiều mụn ở trên da và họ bắt đầu họ dùng và họ thấy thay đổi, xong rồi họ chuyển sang kinh doanh luôn mà. Bởi vì là sao? Bởi vì họ muốn lan tỏa cái điều tốt đẹp đấy đến cho mọi người. Bởi vì các bạn ấy hiểu rằng là con gái mà có mụn mà có nám nó là một cái điều vô cùng thiệt thòi. Mình thích ai đấy nhưng mà họ nhìn thấy mặt mình nhiều mụn quá thì họ cũng không thể nào mà thích mình được, đúng không? Mình yêu một ai đấy, tính cách của mình có hay đi chăng nữa nhưng mà da mặt của mình mà nó bị đen, nám, sạm rồi tàn nhang rồi mụn tùm lum ấy, thì có gặp người ta mà có kiểu đi tán đi cưa người ta thì người ta cũng kiểu người ta cười khẩy thôi, thật thề. Nên là ấy, làm gì thì làm, trước khi mà
khi đâu mọi người cần phải song hành với nhau nhá, vừa bồi đắp cho mình một cái trí tuệ hoặc một cái trí tuệ này, mà vừa làm đẹp từ cả bên trong lẫn bên ngoài của mọi người luôn, làm đẹp từ trong ra ngoài luôn giúp em nhá. Nên là ai mà muốn chị mụn chị nám thì inbox ngay cho em sẽ tư vấn cho mọi người. Hôm nay em đổi view mọi người thấy ổn không? Nhưng mà lại nhiều quần áo ở bên trên quá đi hả? Em đang ngồi cái ghế của Tony đấy, tại vì lúc vậy nó phải ra đây nó ngồi học, nhưng mà chắc là nó không nghe gì. Với lại cả tiếng ồn quá, cô giáo nhắc nó phải vào trong. I love you baby. Nóng thật đấy. Nhưng mà em vẫn phải mặc như này thôi. Vẫn phải mặc như này mọi người ạ. Bởi vì là em phải quảng cáo bán hàng cho dì của em. Bởi vì bộ này đẹp nữa. Dù nóng nhưng mà vẫn phải mặc thôi. Vẫn phải quyết tâm mặc để cho dì mình bán nước hàng. Dì mình bán nước hàng thì mình còn nóng thì mình cũng vẫn chịu được nhá mọi người. Không vấn đề gì cả. Đấy. Chị ơi, tư vấn cho em giảm cân đi ạ. Em yêu cần giảm bao nhiêu cân nào? Chị tư vấn cho. Mọi người phải gầy đi, sắp Tết rồi. Em thề cả mọi người nhá. Em sẽ để dành bộ này đến Tết để em mặc. Đấy. Bởi vì rất là đẹp. Nhưng mà mọi người phải gầy cơ. Gầy mặc mới xinh được. Chứ còn béo thì thôi. Béo thì thôi, Tết năm nay mọi người ở nhà đi. Thật. Béo xấu lắm. Béo không được đẹp. Béo không được đẹp cho nên là... Mà đi kiểu như là em nghĩ cho mọi người thôi. Đi kiểu như là nhá, đi kiểu như là mọi người sẽ kiểu, nếu như mà mình ngồi đấy, mình đến đấy ấy, kiểu gì các cô, các chú, các bác cũng hỏi này, hết năm rồi thế vẫn chưa giảm được cân nào à, thế vẫn béo như năm ngoái à. Nghĩ nó nhục lắm mọi người ạ, thật sự. Xong rồi á, còn hỏi kiểu như là thế béo như này thì ai yêu, béo như này thì ai yêu bây giờ, phải gầy đi mới có người yêu được. Đấy, nói chung là nó sẽ vô vàn, vô số, ti tỉ những cái câu hỏi mà nó duyên dáng đến từ nội ngoại hai bên. Cho nên là mọi người ơi, phải giảm cân bằng được đi. Bây giờ chị còn 51 cân em yêu ạ. Chị còn 51 cân. Phải giảm cân ngay. Giảm cân ngay mặc đồ mới đẹp được. Em nói thật cả mọi người, ngày xưa em 60 cân. Từ lúc em giảm được 10 cân xong, em vẫn cứ giữ nguyên cân 50-51 thôi. Cũng chả tăng cân lên. Bạn trai rủ đi ăn là cũng đi ăn. Đi ăn nhưng mà mình ngồi ăn, mình cứ đến cữ là mình no rồi. Còn bạn trai mình cứ ngồi ăn thì cứ ngồi ăn thôi. Ngồi ăn tì. Còn mình là mình no rồi thì mình chịu. Mình không thể ăn được nữa, không thể nhồi, không thể nhét được nữa. Từ khi giảm cân xong là em không thèm một cái gì. Có thèm, cũng có cảm giác thèm, nhưng mà kiểu như là mình thờ ơ lắm. Ăn cũng được mà chẳng ăn cũng chẳng làm sao cả. Nó không kiểu bị đói điên cuồng, đói kiểu phát dồ, phát dại mà phát cáu người khác. Ngày xưa em đói em xấu tính lắm. Ngày xưa em đói là em kiểu em nạt người ta luôn ấy, em kiểu quát luôn ấy. Em kiểu khó chịu, khó tính mà không thích ăn thì làm sao nào. Đang đói chớ bực hết cả mình. Đấy, xấu tính cực. Nha, đến bây giờ mình khi mà mình giảm cân xong, mình thấy mình nền nã, mình dịu dàng, mình nhẹ nhàng rất là nhiều. Mọi người ạ, với cả nói thật là như thế này, càng ăn nhiều thì càng sinh nhiều bệnh. Mà nhá, càng ăn nhiều thì lại càng tâm tính lại càng nóng nảy, dễ nóng nảy, bực dọc. Mọi người để ý mà xem, những người mà đi thiền, đi tu ấy, đi thiền viện xong rồi mọi người mà hay đi tu tập đấy, người ta ăn ít và người ta còn ăn chay nữa. Tính nết của người ta cũng rất là nhẹ nhàng. Kể cả những cái người mà trước đây mà họ từng tạo nghiệp, họ từng nói những cái lời mà xúc phạm người khác, hay là có những cái lời nói không phát ra từ miệng của họ không được hay, nhưng mà từ khi mà họ đi thay đổi, họ tu tính, tu tâm, họ ăn chay, họ niệm Phật, thì cái lời nói của họ khi mà phát ngôn ra cũng nhẹ nhàng rất là nhiều. Hoặc là họ lựa chọn cách là họ nói ít lại thôi, nó không, họ không nói nhiều nữa. Thì Lan Anh cũng như thế. Mọi người có thể hỏi bạn trai Lan Anh mà xem. Lan Anh nhẹ nhàng lắm. Ok, vui đùa với bạn bè thì có thể là chửi bậy, có thể là đờ mờ anh, đờ mờ em, nhưng nó chỉ là cái vui vẻ thôi, chứ không phải thực sự là trong lòng mình bị bực dọc và tức giận để mà kiểu dẫn đến cãi nhau hay là chửi đánh nhau gì thì không có. Lan Anh nhẹ nhàng, dịu dàng lắm. Kể là nói chuyện với bạn trai cũng thế, cũng nhẹ nhàng hết sức luôn.
cái gì lúc nào cũng nhỏ nhẹ như một con mèo ấy. Bởi vì thật ra là mình không cố tình, mình không thể nào mình diễn được một cái cách nhẹ nhàng, nhưng mà tự nhiên là tâm tính của mình nó cứ bị lành đi ấy. Mình cứ bị hiền lành đi theo thời gian như thế thôi. Nên là nhất quyết phải gầy nha mọi người. Nhất quyết là phải gầy bằng được cho em. Em giữ cân 2 năm nay rồi, em không bị tăng cân trở lại nữa. Đó là một cái điều vô cùng tuyệt vời. Tai của Lan Anh đỡ rồi mọi người ạ. Lan Anh đã có thể bắt đầu nằm nghiêng nó rồi. Hôm qua thử nằm nghiêng thì thấy nó không đau. Đây để tháo ra một tí cho mọi người xem nhỉ. Có tháo được không? Không tháo được. Vẫn đau lắm. Nó bị bong ra một tí thôi. Nó vẫn đang bị nề, nó vẫn đang sưng nề lên. Nó vẫn đang sưng nề lên ấy. Đây, để như này thì xinh này. À để hơi bung lơi nha thì mọi người sẽ tưởng là kiểu đeo khuyên tai. Đấy, còn cho lên đây thì mọi người sẽ nhìn thấy là em vừa mới đi cắt tai. Nếu như mà để xuống này mọi người sẽ không biết là em đi cắt tai hay không. Mọi người vẫn nghĩ là tai bình thường. Chuẩn chưa? Đấy. Để ngói nạng xinh nhỉ. Chúc là người đẹp vì lụa. Mặc quần áo nó cũng phải đẹp thì đầu tóc mình để kiểu gì nó cũng mới đẹp được. À đầu tóc phải không được bết nữa thì nó cũng mới xinh được. Chứ mặt xinh mà đầu bết xong rồi là mặc quần áo xong như dở hơi ấy. Thì là em biết rồi, livestream không ai xem đâu. Bây giờ á là phải lên đồ sang trọng này, tay phải đeo kim cương này. Đấy, phải đeo vòng vèo này. Xong rồi là phải lên đồ, quần áo phải lồng lộn lên. Kể cả là có ra ban công ngồi thì cũng nhiều view đúng không? Bây giờ thì bắt đầu ít view rồi nhưng mà lúc đấy nhiều view lắm. Lúc lấy là cực kỳ nhiều view luôn. Xong rồi em bị tắt bụp đi một cái. Ôi nhiều, nhà này không có phong thủy anh ạ. À không phải. Vẫn là phong thủy nhưng mà chắc là mạng hôm nay nó không kiểu như là nó đang bị đến ngày đến tháng gì đó ấy. Giống kiểu con gái bị đến ngày đến kỳ ấy. Chắc thế. Hello chị Vân, hello chị yêu. Hello chị yêu. Mọi người ạ. À, mà nhá, tuyệt đối là giảm cân của nhà em uống không bị mệt mỏi chóng mặt hay đau đầu mất ngủ. Và tuyệt đối là vẫn đẻ được con nhá mọi người nhá. Eo ơi, trời đất ơi, ai lại đi đồn thuốc giảm cân mà lại con chẳng nói là thuốc giảm cân gì. Lại cứ ôm đồm hết tất cả các loại giảm cân là không đẻ được. Nha mọi người ơi, em có rất nhiều những cái feedback, những cái bằng chứng để chứng minh rằng là thuốc giảm cân nhà em vẫn có thể đẻ được son son nhá mọi người. Không bao giờ có cái chuyện là thuốc giảm cân nhà em vô sinh hay là kiểu làm chết người nha. Em đây này, hôm qua vừa mới đi gom được ba cái feedback của khách hàng. Giờ họ bảo là chị ơi, uống thuốc giảm cân nhà chị đang gầy dở, đang đẹp dở thì em có bầu luôn. May quá, may là uống thuốc giảm cân của nhà chị gầy đi rồi thì em mới bắt đầu là em có bầu đấy. Không thì bây giờ em béo chết mất chị ạ. Chị đợi em cho con bú xong xong rồi em lại mua giảm cân nhà chị nhé. Đấy mọi người thấy chưa? Thuốc giảm cân nhà em nó uy tín dã man luôn. Không mệt mỏi. Không phải kiểu mất nước ảo đâu. Xong rồi là dừng thuốc là lại tăng cân trở lại đâu. Vớ vẩn. Không em này. Đây là một cái gọi như là minh chứng rõ ràng nhất. Và chị gái em là một minh chứng rõ ràng nhất. Uống thuốc giảm cân, chị gái em ngưng được hơn 1 năm rồi. Em ngưng gần hơn 2 năm rồi mà không bị tăng cân trở lại. Đấy, eo bây giờ rất là nhỏ gọn và rất là đẹp luôn. Vẫn đẻ được son son. Khách em vẫn đẻ được son son mà. Có khách mà giảm được hẳn 20 cân. Có khách giảm được hẳn 20 cân luôn. Thì có bầu. May nhá, may là uống thuốc giảm cân của em xong xong là mới có bầu đấy. Không thì đến lúc mà đẻ xong thì phải giảm 40 cân. Nó còn nhọc nữa, nó còn mệt nữa. Thuốc giảm cân nhà em không đau đầu, không chóng mặt, không mệt mỏi mọi người ạ. Uống bình thường. Mà nói thật cả mọi người nhá, ngày trước em mua cái loại giảm cân gần 3 triệu. Hai chị em mua chung vào là 4 triệu mấy đấy. Gần 3 triệu à? 2 triệu 8. Hai chị em mua vào là 4 triệu mấy đấy. Xong rồi thanh lý không ai mua. Thanh lý không ai mua. Và uống lại bị tăng cân trở lại. Uống không lấy giảm cân mà còn bị tăng cân cơ. Mua 2 củ 8. Mà cái dạng mà pha ấy, cái dạng mà pha ra nước ấy, nó như kiểu là gì nhỉ, xê sủi ấy. Xong rồi pha ra nước rồi uống ấy hàng ngày. Em tăng lại một phát 3 cân luôn. Đến khổ. Đến khổ đến sở. Tai của em đây. Rồi, bây giờ nó vẫn đang nề, nó vẫn đang sưng, nó vẫn đang kiểu nó vẫn đang bị phù nề. Đây mọi người nhìn thấy không? Không bóc vào được. Thứ năm này em lại lên trên bệnh viện để em thay băng tiếp.
chắc là sau đó khoảng thứ năm này, thứ sáu, thứ bảy là có thể cắt chỉ được. Nhưng mà cái tai này vẫn chưa biết là sẽ khi nào thì sẽ có một cái lời trả lời của bác sĩ, bởi vì bác sĩ bảo là bây giờ chưa biết được đâu, tình hình này phải thêm vài tháng nữa thì mới biết được là cái tai của em nó như thế nào, có phải xử lý thêm nữa không. Đau không Lan Anh? Chị ơi, lúc cắt da cắt thịt của mình thì không thể không đau được, nó quá đau luôn ý. Nhất là cái lúc mà tiêm tê vào, mọi người hiểu nhá, cái lúc mà bình thường mình đi tiêm này nó đau một, thì khi mà em tiêm tê vào một cái cục silicone này thì nó phải đau gấp trăm gấp nghìn lần. Nó như kiểu là mọi người nó đau hơn cả xăm sống luôn. Em từng xăm sống rồi em biết, nhưng mà nó đau hơn cả xăm sống luôn ý mọi người ạ. Nó đau lặng người, nó đau điếng. Mà em phải chịu và phải em phải chịu cái cảm giác mà đi tiêm tan nó cũng đau điếng lặng người thế 5-7 lần. Thề nói chung là em không hợp thẩm mỹ. Nửa liệu trình là 14 ngày đúng không? 14 ngày là 1 triệu nhá tình yêu nhá. Nửa liệu trình là 14 ngày là 1 triệu. Mọi người mua thì em sẽ tặng cho mọi người một tuýp tan mỡ dùng thử bên em. Tuýp tan mỡ ở nhà em siêu đỉnh, cực 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 kỳ đỉnh luôn. Có khách hàng dùng tan mỡ nhà em 4 ngày thôi mà mỗi một ngày quấn 6 lần mà 4 ngày giảm được 20cm vòng eo. Trông con kiểu mắt chữ O, mồm chữ Ơ luôn đấy mọi người. Nên mọi người ơi, nhanh tay mua giảm cân của nhà em đi. Xong rồi em sẽ tặng cho mọi người, mua bất cứ liệu trình nào nhá. Kể mọi người mua liệu trình 7 ngày thì em sẽ tặng cho mọi người một tuýp tan mỡ mini, để mọi người trải nghiệm và để mọi người cùng kết hợp, một là giảm cân, hai là tan mỡ, để mọi người có thể giảm một cách hiệu quả và là đạt được cách tối đa nhất. Khổ thân, bên chỗ tiêm cho em họ nói gì không? Bên chỗ tiêm là bên cái con mà nó tiêm cho em bị như này ấy hả chị? Tai mèo ra đấy kia mèo ơi, tai của em là em bị đi tiêm silicone vào tai mà em không biết, em cứ nghĩ nó là filler. Thế là sau 3 năm thì em mới biết được đây là chắc chắn nó là silicone, nó là một cái vật thể lạ gì nó nằm ở trong tai của em chứ không phải là filler. Bởi vì cái con mà nó tiêm cho em ấy, nó bảo là em ơi chắc chắn đây là filler, chị tiêm cho em filler cứng em ạ. Có cả filler cứng hả mọi người? Thật sự cái này về cái này thì em không có biết, nó không phải là chuyên môn của em nên em không biết, nhưng mà nó khẳng định với em là đây là filler cứng. Em cứ sang đây chị tiêm cho em mấy lần là nó sẽ tan hết. Mà em tiêm 7 lần rồi nó vẫn không tan luôn ý. Em tiêm 7 lần rồi nó vẫn to như thế mà em vẫn phải chịu đau như vậy. Suốt ngày về hỏi em là em thấy tai của em tan đi tí nào chưa? Chưa chị ạ. Chưa tan một tí nào luôn. Lần nào nó cũng như thế, nó cũng sưng vù lên. Và lúc nào cũng hỏi là em ơi đã tan chưa? 5 lần 7 lượt. Lần nào cũng về cũng hỏi là em ơi tan chưa? Đã tan được tí nào đâu, lần nào cũng như thế. Xong rồi lần nào cũng bảo là ừ ngày mai nó tan. Hôm nào cũng nói là ừ ngày mai nó tan em ạ. Cái này phải tan từ từ, vài tiếng nữa nó tan, ngày mai nó tan. Đúng rồi, người tiêm cho em ý thì nó phải đền em thôi chị. Hôm trước em livestream em bóc phốt nó mà. Em bóc phốt nó xong rồi là nó gọi thẳng điện thoại cho em. Lúc em đang livestream đấy là em cũng trả lời. Em nói thì em bảo là thì nó bảo là bây giờ thì chị em mình giải quyết với nhau ở bên ngoài nhé. Em gỡ bài hộ chị, em bảo chị gái em gỡ bài hộ chị các thứ để chị em mình cũng làm việc bên ngoài. Em cũng biết là làm cái nghề này thì như kiểu là 1.000 ca thì cũng có 1 ca bị như thế, nó là cái xác suất thôi. Mà em thấy là mọi người, em vào Facebook của nó mà em thấy mẹ nó làm cho khách cái mắt mà nó bị kiểu trố lồi lên luôn ấy. Mấy cái phim kiểu kinh dị mà cứ kiểu khâu mắt người ta xong rồi không cho người ta nhắm lại, mắt nó đúng kiểu như này luôn. Thế mà mắt khách đúng kiểu như này. Đấy, chớp mà vẫn phải cố gắng gượng cười. Mà nó bảo là 1.000 ca mà có 1 ca. Mà nhá mọi người, khi mà em bóc phốt nó một cái là rất là nhiều người biết đấy là ai luôn. Thế cơ. Xong rồi mọi người cũng nhắn tin cho em, mọi người bảo là có phải con này không? Ui em cũng tiêm ở bên nó chị ạ. Thì mẹ nó cũng bị cứng như thế luôn, không biết là có sao không. Em tiêm rãnh cửi của nó, bây giờ ở hai bên rãnh cửi của em nó cứng đờ như thế luôn. Thế xong rồi là cái con bé đấy nó mới nhắn tin cho cái con mà tiêm cho em ấy. Nó bảo là chị ơi, của Lan Anh bị như này thì không biết là của em có bị như thế không, em sợ quá chị xem cho em như thế nào đi. Xong rồi nó bảo, giọng cái con tiêm cho em ấy, nó mất dạy, nó bảo là chứ em thấy người ta nói như thế là em a-dua theo à. Em thấy người ta kiểu làm như thế là em a-dua theo chị à. Em ơi em sống như thế là kiểu em chị mong em gặp được nhiều điều tốt lành nhé. Ở ác gặp điều lành chứ. Mẹ giọng như thế mà trong khi nó làm hỏng bét mặt người ta.
thì nó không nghĩ, nó không xem lại, nó không sờ lên cái gáy của nó xem đi, xem là nó sống kiểu gì mà nó lại đi nói khách hàng như thế, mà trong khi khách hàng mất tiền ra cho nó, vừa mất tiền vừa bị xấu, xong rồi còn vừa bị nó nói giọng kiểu mất dạy bồ láo như thế chứ. Em đi tiêm không hề rẻ đâu mọi người nhá, tiền tiêm của em là gần 30 triệu đấy chứ không rẻ đâu, chứ không phải là em đi tiêm mấy cái chỗ vớ vẩn đâu. Cái chỗ mà nó tiêm cũng trông cũng đẹp phết đấy, trông cũng kiểu to rồi bàn các thứ, xong rồi kiểu mặc quần áo kiểu blue và lủng các kiểu, chứ không phải giống như kiểu là mấy cái spa làng đâu, kiểu như là ga giường xanh, xanh đỏ tím vàng kiểu quê quê đâu, không có. Mà nhìn nó cũng kiểu nguyên một tông màu xanh thôi. Inbox cho em đi, xong rồi để em chỉ cho chị cái chỗ mà em tiêm để tránh mẹ ra đi chà. Mà chị cũng biết, chị mà biết nó thì chị cũng kiểu ai mà định tiêm thì cũng đừng dắt sang nó, thế là được. Còn bây giờ là nó cũng xử lý và nó cũng giả cho em tiền rồi, nó giả cho em tiền. Thì tiền là, tiền đấy là cái tiền mà em nằm viện, em phải giả viện, em bắt nó phải giả. Và chị gái của em bắt nó phải giả cho em cái tiền mà ban đầu em đến nhà nó em tiêm ấy. Thì hôm đấy là hai mẹ con cùng tiêm. Thì hôm đấy em bảo nó là hôm đấy là chị lấy em gần 30 triệu. Nhưng mà cái lúc mà nó bảo tiêm cho em thì nó bảo là chị nó bảo là chị sang chị tiêm cho, chị chỉ lấy tí tí tiền tiêm thôi. Thì em mới bảo là chị ơi, chị bảo là chị lấy tí tí tiền tiêm của em gì mà chị lấy em gần 30 triệu tiền tiêm thế. Thế là nó mới giảm cho em xuống còn 26 triệu hay 25 triệu gì đấy. Thì cái lúc mà em báo lại giá cho nó để cho nó giả tiền em ấy, thì nó bảo là thôi em cân nhắc con chị. Tại vì nó cũng vừa mới nằm viện xong mọi người ạ. Nó đi làm cái mông, nó đi tiêm mông về xong nó cũng bị áp xe. Đấy, nghiệp quật chưa? Đi tiêm hỏng cho người khác xong bây giờ mình làm cũng lại bị hỏng luôn. Quá nghiệp quật luôn. Thế xong rồi nó cũng nằm viện mất bao nhiêu hôm, cũng mất bao nhiêu tiền thì mình chẳng biết mà mình không quan tâm. Thế nó cũng kể khổ với mình như thế. Thì nó bảo là thôi em cân nhắc con chị xem. Thật ra là mẹ của em thì mẹ em cũng bị một cái cục ở tai, nhưng mà nó không bị nhiều như em. Con này là nó đang cố nền cho em, cố nền để cho nó, để cho nó được lấy nhiều tiền hơn ý. Thế xong rồi nó bảo thế ha, chị chuyển khoản cho em tất cả là 30 triệu được không. Thế thì một lúc sau nhìn nhàng thì em cũng đồng ý. Thì nó cứ bảo là thôi chị em mình kiểu dù gì cũng chơi với nhau rồi là làm nghề này, chị cũng không muốn em bị như vậy. Thôi thì em thông cảm cho chị cũng thật sự là chị cũng khổ. Mỗi chị em nghĩ cho nhau một tí. Mẹ mình sao nó tiêm mình đau bao nhiêu lần, nó thì ăn bao nhiêu tiền của người khác, bao nhiêu tiền của khách rồi. Mẹ cạo cho khách mỗi hai cái bên tóc như vậy thôi. Nhân danh là bạn thân của em, chơi thân với em, chơi cùng với em, thì nó lấy trên 5 triệu 8, nhưng mà khách hàng ở ngoài thì nó tạch tạch cho vài phát hai đường ở tóc nhà, nó lấy mẹ 10 triệu luôn. Mất dậy chưa? Hai mẹ con tiêm tai mà gần hết 30 triệu. Vâng, tiêm tai với cả mẹ em tiêm một ít rãnh cửa đây nữa, tiêm ít thôi không tiêm nhiều đấy. Hôm đấy là xong rồi là 30 triệu là gồm cả cái tiền mà em tạch tạch hai bên này, có nghĩa là trán của mình nó bị ngắn đúng không, nó không được dài, nó không được cao. Thì mình muốn trán cao hơn thì mình cạo mẹ hai bên này đi đấy, cạo hết hai bên này đi đấy. Và sau đó là nó tạch tạch, nó lấy cái gì ở trên lông ấy. Thế xong rồi nó tạch tạch vài đường, thế là nó lấy 1/5 triệu 8 luôn, thì là gần 30 triệu, là có cả cái tiền triệt tóc đấy nữa đấy. Nó là như thế. Nói chung là thôi mọi người ạ, mọi người tiêm tủng gì, mọi người làm gì, mọi người vào bệnh viện hết cho em. Thật, dù sao thì bệnh viện nó cũng có chuyên môn hơn, cũng tin tưởng được hơn là mấy cái con mà mẹ học không đến nơi đến chốn, xong rồi đè con người ta ra tiêm như là tiêm lợn ý, như là mổ lợn ý. Thôi, chả có một cái đang tự nhiên đi xăm lông mày nối mi, xong đi làm tóc làm tai, xong rồi ra đi cắt bím với lại cả đi cắt mí, xong rồi đi tiêm môi người ta. Mẹ học được có vài đường cơ bản đã đi lôi con người ta ra tiêm rồi. Thôi chịu rồi, triệt tí tóc hơn 5 triệu, mình đi triệt hai bên nách có 800. Đấy, thế xong rồi nó còn nói với cả mình là ồ chị em mình chơi với nhau thì chị chỉ lấy tí tí tiền tiêm thôi, với lại cả mọi người thì chị lấy 10 triệu tiền triệt tóc, chị lấy em 5 triệu 8 thôi. Đấy. Đấy, chị em yêu thương nhau thế đấy. Tham mà, tham thì thâm thôi. Đấy là Lan Anh còn nhẹ đấy, phải người khác á, mẹ không xóa bài luôn. Không xóa bài, cứ để đấy luôn. Cho mọi người biết, đúng không? Ra một kiểu như là làm củ tỏi lên. Có khi đánh nó luôn ấy chứ.
bị tai như này. Nói chung là nhà mình thì kiểu như là không để yên sẽ không để yên cho nó, nhưng mà nó cũng kiểu như bồi thường rồi, nó cũng trả cho mình tiền và nó chịu, nó nói là khi nào mà em bắt nó hứa cho em là tai này của em nếu như mà phải đi làm thêm một lần nữa thì cũng vẫn phải đi đến bệnh viện cùng với em và giả cả cái tiền này luôn đấy, bởi vì mình bị chịu đau, mình bị chịu thiệt thòi mà. Nó làm cho mình xấu thì nó phải chịu trách nhiệm chứ, đúng không? Làm sao mà có chuyện không chịu trách nhiệm được, không chịu trách nhiệm không được ấy, không chịu trách nhiệm không được ấy. Giảm cân nửa liệu trình là 14 ngày. Mọi người mua giảm cân của em thì em sẽ tặng cho mọi người một tuyết tan mỡ để mọi người kết hợp cùng cả giảm cân luôn. Xuống 100% đảm bảo mọi người không mệt, không mệt tí nào. Và em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách giữ cân, cách giữ cân mà em đã giữ cho vòng 2 năm nay. Và em hướng dẫn, và em và chị gái em đã làm cùng nhau, và cả hai chị em đều giữ cân không bị tăng lại cân. Kể cả là mọi người đang dùng giảm cân nhà em, mọi người sẽ không bị tăng cân trở lại. Bởi vì sao? Nó sẽ bị chán ăn ấy. Kể cả khi mà giảm cân rồi, thì mọi người giảm cân xong rồi, hiệu quả rồi, có kết quả rồi, thì mọi người cũng không bị kiểu như là thèm ăn trở lại đâu. Nó chán ăn ý. Từ đấy đến giờ em không bị ăn nhiều nữa, bởi vì là cái dạ dày của mình nó bị nhỏ lại rồi. Tai chị là bị đi tiêm filler. Thế xong rồi là nó lòe chị. Nó tiêm filler nhưng mà không phải filler, nó là silicone. Nó cứng đờ ở hai bên tai này. Cắt tai trong chị bị cắt hai bên tai luôn mà. Bây giờ tai chị nó không được đều nữa, nó không được cân bằng nữa. Vẫn là loại thuốc hồi trước chị uống đấy chị yêu, vẫn loại đấy thôi. Em bán 6 năm nay loại nào là em vẫn bán loại đấy, em không thay đổi bất cứ một loại nào cả. Em vẫn bán loại đấy 6 năm trời rồi, không thay đổi. Mà nó gọi là gầy đỉnh của chóp luôn đấy. Mọi người nhá, mọi người mà uống giảm cân nhà em mà có thấy bị mệt mỏi một chút hay như nào phải nhắn tin cho em ngay, bởi vì em có cái cách để uống giúp cho mọi người không bị mệt nữa. Thì mọi người phải nhắn tin sang cho em, chứ không phải là thấy hơi mệt một cái là mọi người kiểu như là bỏ uống luôn, nó không kiểu tương tác với em nó không được. Nhưng mà những cái trường hợp mà bị mệt ít lắm, không bị nhiều đâu. Khách hàng nhà em đa phần là uống giảm cân không bị mệt, và bản thân của em và bản thân của chị gái em dùng không bị mệt. Cái tình trạng mệt mỏi thì thật ra là cái thuốc mà nó giảm cân nhanh này, nó có hiệu quả nhanh thì không phải là ai cũng sẽ thấy không mệt. Có người nào mà người ta bị yếu quá thì người ta cũng sẽ thấy mệt. Nhưng mà những người bình thường giống như kiểu là bạn trai của em nhá, bạn trai của em là cũng dùng thuốc đến tán mình. À không, anh ý đầu tiên là câu chuyện như này. Anh ở bên nước ngoài, thế xong rồi là anh ý theo dõi mình một thời gian. Và sau đó là anh ý mua vào inbox hỏi mua mỹ phẩm của nhà em, rồi mua cả giảm cân nữa. Em ơi, giảm cân nhà em như thế nào? Đầu tiên là hỏi giảm cân, xong rồi về sau là lấy nguyên một cái combo Magic Skin để về dùng. Đấy, sau rồi là mình cũng hướng dẫn. Đầu tiên là vẫn chưa yêu đương gì thì hướng dẫn như kiểu là khách hàng bình thường thôi. Thế là anh ý cũng feedback lại cho mình, phản hồi lại là em ơi, anh cũng không biết là anh đã giảm được cân chưa, nhưng mà hôm nay anh mặc quần, anh thấy quần của anh rộng ra, mà anh phải kiểu anh phải đeo cái thắt lưng ấy, mà thắt lưng nó cũng bị rộng luôn. Thì chắc là gầy đi đấy em ạ. Thì mọi người thấy không? Nếu như mà em bán hàng điêu toa bốc phết ý, thì người yêu em sẽ không yêu em đâu. Bởi vì dù sao thì có thể là trong mặt mình đẹp như thế này, đúng không, xinh đẹp như thế này, nhưng mà mình ăn ở không có đức, hoặc mình bán hàng không kém chất lượng ấy, thì không ai có thể yêu thương được mình, đúng không ạ? Người bán hàng vô giá nhá, không có giá để mà bán nhá. Và người bán hàng không phải là đồ vật để mà trao đổi, để mà mua bán. Người bán hàng có trí tuệ, có tri thức, có đầu óc. Người bán hàng có thể kiếm ra được cũng chẳng biết được bao nhiêu tiền, nhưng mà đây là một cỗ máy bán tiền, đây là một người mang lại giá trị cao cho xã hội đấy, và là một người có thể kiếm ra được đồng tiền, nên là không bán đây, không bán được, vô giá. Đây, vô giá. Còn cảm thấy là ai xứng đáng và ai phù hợp thì mình sẽ đối xử tốt đẹp lại, và mình sẽ trao yêu thương cho người xứng đáng thôi. Còn đây không phải đồ vật để mà đi phục vụ hay cung phụng, để mà đi mua bán, giống như kiểu thời cổ đại ngày xưa đi mua vợ hay là đi gì đấy mua vợ về để phục vụ mình đấy, là không có đâu.
Mà quan điểm của Lan Anh là yêu ai là cả hai người cùng chăm sóc cho nhau. Người ta phải chăm sóc cho mình. Còn nếu người ta không chăm sóc cho mình, mình cũng chẳng chăm sóc người ta. Mà kiểu hai đứa không chăm sóc nhau thì thôi là toang, thôi là chia tay thôi. Có gì đâu, đơn giản mà. Cảm nhận tình yêu là phải cảm nhận từ đôi bên, là phải từ cả hai phía. Chứ mình mà thích người ta, hoặc là ban đầu người ta có thể là yêu thương mình, đúng không? Người ta quan tâm chăm sóc mình, nhưng một thời gian sau là mình bắt đầu ngấm người ta rồi, mà mình lại yêu người ta hơn, mình quan tâm chăm sóc người ta, mình không cần quan tâm và để ý là người ta có yêu thương và chăm sóc lại mình hơn, yêu thương và chăm sóc lại mình không. À, mình cứ trao đi yêu thương như thế thôi, và mình vẫn nhớ lại những cái ngày đầu tiên mà người ta yêu mình như thế nào, là để mà về sau mình vẫn yêu người ta như vậy thì là sai lầm. Trong mỗi một giai điểm, trong mỗi một thời điểm và trong mỗi một giai đoạn thì mình cần phải có một cái sự cân bằng, và cái sự kiểu như là mình quan sát ý. Nếu như mà cả hai người vẫn có thể nói chuyện được cùng với nhau, chia sẻ được cùng với nhau, yêu thương và quan tâm chăm sóc nhau, thì khi mà người ta yêu thương chăm sóc mình thì mình sẽ trả lại bấy nhiêu. Còn nếu không thì mình cũng sẽ dừng lại ở đấy, và mình sẽ đứng lùi ra phía sau để mình xem, mình suy nghĩ xem là cái mối tình này có thể tiếp tục được nữa không. Nếu như mà tình cảm của mình chỉ đến từ một phía, hoặc là người ta trao cho mình tình cảm nhưng mà tình cảm một cách rất là hời hợt, kiểu như cho có ấy, thì mình cũng một phát quyết định là lùi lại phía sau luôn, không cần người đấy nữa. Để mà mình tiếp tục một mối quan hệ, để mình thay đổi mối quan hệ mới chứ, để mình chuyển sang một mối quan hệ mà người ta yêu thương, trân trọng và quan tâm mình hơn. Và mình sẽ rút được kinh nghiệm từ ngay từ ban đầu là mình sẽ rút được kinh nghiệm từ những cái người trước, là mình sẽ không yêu một cách mù quáng, cứ cho đi và không cần nhận lại nữa, đúng không ạ? Lúc nào, kể cả là có yêu nhau 7, 8, 5, 9, 10 năm rồi ý, thì vẫn có thể toa bất cứ lúc nào. Nên là lúc nào cũng có một cái sự kiểu như là mình nhìn, mình luôn luôn là cái người mà kiểu nha, luôn luôn đặt mình ở vị trí kiểu trung lập ấy. Không phải trung lập đâu nhở, kiểu cái người ngoài để nhìn vào cái mối tình của mình, xem là cái mối tình của mình xem là mình nhìn xem cái mối tình của mình thật sự là có hòa hợp nhau không, có nói chuyện với nhau không, thật sự đây có phải là một cặp đôi yêu nhau không, có phải là một giống như các cặp đôi khác yêu nhau bình thường không, có đang yêu nhau như đấy không, hay là nó chỉ đang là một cái tình cảm kiểu như là xem là nói cái gì nhở, quên mất rồi đấy, tự nhiên đọc comment của mọi người xong một cái quên luôn. Như người lớn thì cũng lớn rồi mà, có cái gì bé đâu, không có một cái gì bé ở đây cả, cái gì chả lớn. Lan Anh dạy cách lúc yêu nhưng chưa dạy làm sao có người yêu. Dạy làm sao có người yêu à? Làm sao có người yêu? Dạy không thể nói là dạy được. Ở đây còn có cả các anh chị, các cô, các bác. Cũng có thể có các cô, các bác, nhưng mà chắc là có cô, các bác cũng không vào đâu. Nhưng mà kể cả là có vào thì mình cũng không thể nào mình nói là dạy được. Mình chỉ là mình chia sẻ thôi. Dạy, chia sẻ cách có người yêu à? Chia sẻ cách có người yêu đó chính là phải gầy đi và phải đẹp lên, bôi kem chống nắng hàng ngày để da mặt của mình nó không bị lão hóa, để cho mình kể cả là có 30 tuổi, 40 tuổi thì mình trông vẫn như thời còn son. Thì khi mà mọi người trông, khi mà cái độ tuổi của mọi người càng cao thì cái gọi là cái tiếp người để mọi người tìm kiếm được một nửa còn lại của đời mình thì nó sẽ khó hơn, đúng không? Nhưng mà khi mọi người ở một độ tuổi 40 chẳng hạn, thế cái mốc là 40 đi, mà nhìn da cổ mọi người này, nhìn mặt của mọi người nó vẫn không có dấu hiệu bị lão hóa đi, thì mọi người hoàn toàn có thể lái máy bay đấy, mọi người hoàn toàn có thể lái máy bay. Còn con trai thì uống tảo dược lục collagen nhá, để tăng cường sức đề kháng, để cho khỏe hơn đấy, để cho khỏe hơn thì là có thể là mọi người lái máy bay, hoặc đàn ông thì đàn bà thì có thể là chơi đồ cổ cũng được, mà có thể là yêu trẻ cũng được đấy. Còn đàn ông thì có thể là lái máy bay cũng được, mà yêu người trẻ cũng được, nói chung là phải đẹp mọi người ạ. Mình biết những cái người mà cái ông gì tỷ phú bên nước ngoài đấy, 60 mấy tuổi rồi đấy, trông vẫn phong độ mà cưới được vợ trẻ đẹp không, thì tự nhiên là mọi người đẹp này, xong rồi mọi người còn có tiền này, giàu có này, đấy, có điều kiện này, thì auto là có rất là nhiều sự lựa chọn luôn đấy. Làm sao để được làm bạn trai của mèo nhỉ? Không, hết giờ rồi, đóng cửa trái tim rồi, đóng cửa trái tim rồi nha.
có một người ở trong đấy rồi nên đóng cửa trái tim rồi. Ơ xem nào, xem tôi livestream được bao nhiêu lâu rồi đây. Mỏi mồm quá. Nói nhiều mỏi mồm quá mọi người ơi. Đấy. Ai vậy? Nói ra thì anh làm sao mà anh biết được? Nói ra anh biết được không? Ôi giời. Đúng rồi, phải uống ngụm nước. Ôm đồm nhiều quá. Đang ngồi trong kia lại phải nhảy sang ban công để mà ngồi. Nhảy ra ban công để ngồi. Anh cũng hạnh phúc nha. Cùng phải hạnh phúc nhé. Ai rồi cũng phải có người yêu thôi mà. Ai rồi cũng phải có người yêu thôi. Mà ai rồi cũng phải chia tay thôi. Còn nếu không chia tay thì vẫn yêu người cũ. Còn nếu như mà chia tay rồi thì lại kiểu gì cũng sẽ có người mới thôi. Mỏi mồm quá mọi người. Thôi được rồi. Hôm nay livestream đến thế thôi em mỏi mồm quá. Bây giờ em sẽ vào và em sẽ trả lời từng inbox của mọi người hỏi về giảm cân và hỏi về chị mụn, chị nám nhá. Xong rồi là mọi người ơi, mọi người gì nhỉ? Mọi người cứ mua hàng là em sẽ tặng quà cho mọi người, bởi vì là hôm nay vẫn đang trong cái tháng sinh nhật của em. Nên là mọi người cứ mua hàng thì em sẽ tặng quà cho mọi người nhá, sẽ tặng nhiều luôn đấy. Mọi người cứ mua một là sẽ được tặng một, mua ba là tặng ba, mua 7, mua 8 là sẽ được tặng 7, 8 luôn. Đấy, bởi vì là hôm nay vẫn là tháng 11 mà vẫn tháng sinh nhật của em nên vẫn đang duy trì cái chương trình tặng quà nhá. Mọi người cảm ơn mọi người đã xem livestream của em và mong rằng là những livestream tiếp theo mọi người cũng sẽ ủng hộ và cũng sẽ vào và theo dõi follow em, và em hứa là em những cái livestream lần sau em cũng sẽ cố gắng ăn mặc thật là đẹp, chỉnh chu, chỉnh tề. Và trong tháng 12 này, sắp tới tháng 12 này là em sẽ chạy doanh số để cố gắng làm cho mình một cái sổ đỏ. Mọi người ủng hộ, mua hàng ủng hộ em nhá, để em lấy tiền cháo sữa, để em cố gắng em hỏi nhanh cái tai này này. Đấy là cái việc thứ nhất. Và cái nhiệm vụ thứ hai của em là em sẽ phải có một cái sổ đỏ trong tháng 12 này. Thì mọi người mua hàng ủng hộ giúp em nha, giúp em thực hiện ước mơ nhá mọi người. Thank you mọi người đã xem livestream của em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người có một buổi chiều thật là tốt đẹp.